Các trang trại hoa lan ở Lâm Đồng dự kiến đưa ra thị trường khoảng 3 triệu cây hoa lan hồ điệp trong dịp Tết năm nay. Đây vẫn là một trong những loài hoa có ưu thế nhất của vùng hoa Đà Lạt. Hiện lan hồ điệp đã góp mặt ở nhiều phân khúc thị trường. Người tiêu dùng nếu chi tiêu tiết kiệm cũng có thể lựa chọn những cây lan hồ điệp với mức giá từ 160 đến 200.000 đồng một chậu. Ở phân khúc cao cấp, lan hồ điệp có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Từ nay đến Tết, Hiệp hội Hoa Đà Lạt sẽ tiếp tục quảng bá, giới thiệu mặt hàng hoa cũng như kết nối giữa nhà vườn với các đầu mối tiêu thụ.